Đây là một chiếc thẻ từ để các bạn có thể là sử dụng thang máy hoặc là chấm công. Nó rất hữu ích trong cái cuộc sống bây giờ. Tuy nhiên nếu như mà các bạn muốn sao chép cái thẻ từ này sang các cái thẻ khác. Ví dụ như đây là các cái thẻ trắng khác. Hoặc là các bạn muốn một cái thẻ nó nhỏ gọn hơn bởi vì các bạn thấy là cái thẻ này cũng tương đối to. Ví dụ các bạn muốn một cái thẻ nó nhỏ xíu như này. Hoặc là các bạn cũng có thể là sao sang một cái thẻ khác để lưu trữ cất đi. Có cái thiết bị nào có thể là làm được điều đó hay không? Ok, mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái thiết bị. Đây, đây chính là cái thiết bị sẽ giúp bạn làm được những cái điều đó rất chi là nhỏ gọn luôn. Nằm trong lòng bàn tay, giống như một cái điều khiển tivi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem cái thiết bị này nó hoạt động như nào nhé. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Cái thiết bị của chúng ta rất chi là nhỏ gọn luôn. Không khác gì một chiếc điều khiển tivi. Và thiết bị này nó sẽ chạy hai viên pin À, nhé, các bạn nhé. Đây là viên pin đũa, ở phía sau các bạn nhìn thấy ở đây nó có một cái lỗ này, cái này chính là cái lỗ loa này. Phía trước này nó có một cái lỗ rất vô duyên, thực ra cái này nó là lắp cho cái điều khiển hồng ngoại. Ở phía trước này các bạn nhìn thấy đây là các cái bàn phím này. Và thông thường thì các cái thẻ từ của chúng ta nó sẽ hoạt động ở các cái tần số thông dụng, ví dụ như là 125 kHz và 13,56 MHz. Đây là hai cái tần số rất chi là thông dụng. Và cái tần số 125 kHz là cái tần số cực, cực kỳ thông dụng luôn. Hầu như cái thẻ từ công cộng nào cũng hay hoạt động ở cái tần số đó. Thì các bạn nhìn thấy với cái thiết bị này. Nó đều có thể sao chép cho các cái thẻ từ tần số là 125 này. 250 này, 375 này, 500 này. Và 13,56 MHz. Rất nhiều các cái giải tần số khác nhau các bạn nhé. Thì các bạn nhìn thấy trên thiết bị nó có các cái phím bấm này. Đây là nút bật nguồn này. Khi mà bấm này thì nó bật này và khi mà bật nó sẽ có thông báo bằng loa này. các bạn nhìn thấy cái đèn nó nháy nháy là đang bật này chữ R này chữ là read có nghĩa là đọc thẻ từ có nghĩa là bây giờ các bạn sẽ dùng một cái thẻ gốc các bạn đặt lên đây read là đọc nha các bạn nhá có nghĩa là đọc cái thẻ từ gốc này Y tức là VKE này Y là ghi có nghĩa là khi mà bạn đọc thẻ từ gốc này thì các bạn muốn ghi sang cái thẻ từ khác thì các bạn sẽ bấm cái nút Y còn S là setup có nghĩa là setup về cái tần số Ví dụ như các bạn muốn là setup sang cái tần số là 125, 250 hay là 375 vân vân. Khi các bạn setup như thế nào đấy thì nó đều đọc. Đây các bạn nhìn nha. Khi mặc định ấy là khi mà các bạn bấm lên thì là mặc định của nó là ở 125 kHz các bạn nhé. Đây các bạn nhấn này. Đấy là cái tần số uh, 125 này, bạn nhấn một lần nữa là 250 kHz này. Các bạn lưu ý là nó đọc hoàn toàn bằng tiếng Anh nhé. Rồi 375 này. Rồi 500 này. Và khi mà từ cái tần số 500 trở lên tới 13,56 thì nó sẽ không đọc tần số nữa. Và cái từ cái tần số trên 500 ấy thì nó yêu cầu các bạn phải đặt một cái thẻ từ mẫu lên để nó sẽ nhận diện các bạn nhé. đấy thì từ cái tần số 500 trở lên là nó sẽ yêu cầu đặt một cái thẻ từ mẫu lên à, còn cái nút c này là cái nút để cốt có nghĩa là các bạn có thể là à, cài đặt các cái, cái số cái mã số để các bạn sẽ cài đặt sang cái thẻ từ bây giờ mình sẽ lần lượt từng cái chức năng này đầu tiên là các bạn sẽ bật lên này rồi, bây giờ nhá, mình sẽ có một cái thẻ từ gốc này chẳng hạn. Thẻ từ này là cái thẻ từ 125 kHz này, mình sẽ đặt nó lên hoặc là đặt phía dưới đây cũng được. Sau đó các bạn sẽ bấm nút reset này. đấy các bạn nhìn thấy chưa các bạn có các bạn, các bạn có nghe thấy không là khi mà nó đọc xong thì nó nói là read accept tức là đọc thành công và sau đó nó đọc cái mã số bằng tiếng Anh lên ví dụ 1 2 3 4 5 6 thì bao nhiêu đấy là nó đọc bằng tiếng Anh thì là coi như là nó đọc thành công rồi thì bây giờ mình giả sử như ghi từ cái thẻ từ này sang cái thẻ từ này nhá thì mình sẽ đặt cái thẻ từ mới này lên đây sau đó là mình sẽ write này đấy nó đọc là write, accept thì coi như là đã ghi xong rồi. Thì bây giờ mình sẽ đọc lại cái thẻ từ này xem nó có giống với mã số của cái thẻ từ này không nhá. Bây giờ mình sẽ đọc lại cái thẻ từ này nhá. Rồi. Bây giờ mình sẽ đọc lại cái thẻ từ mà mình vừa ghi xem nó có giống với cái thẻ từ này không. Các bạn nhìn thấy chưa? Số hai thẻ từ này đã hoàn toàn giống nhau rồi. Hai thẻ từ này đã hoàn toàn giống nhau, có nghĩa là các bạn đã sao chép từ cái thẻ từ này sang được cái thẻ từ này rồi. Thì đấy là cách sao chép hết sức đơn giản thôi. Đây toàn bộ là các cái thẻ từ là 125 kHz này. À, còn đây là cái thẻ từ là 13,56 MHz này. Bây giờ giả sử như mình đọc cái thẻ từ này này. Đấy, tương tự sau đó là các bạn sẽ sao sang cái thẻ từ mới các bạn đặt nó lên các bạn sẽ nhấn nút write và khi mà nó thông báo write Access thì là ok lúc nãy là các bạn đã đọc cái thẻ là 13,56m rồi đúng không bây giờ mà mình tự động đọc lại bằng một cái thẻ này là cái thẻ 125khz thì các bạn thấy là khi mà đọc ấy, thì tự động nó sẽ nhận diện lại cái tần số của thẻ các bạn nhá cái nút đọc này là nó sẽ nhận diện cái tần số của thẻ này Đấy các bạn nhìn thấy không? Lúc trước là mình đọc cái 13,56 nhưng mà khi mà đọc lại cái thẻ 125 k này thì nó sẽ báo cho mình biết được rằng là đây là đang là thẻ 125 kHz. Sau đó nó mới đọc cái mã code của cái thẻ này các bạn nhé. Như vậy là các bạn nghe âm thanh là các bạn cũng biết được rằng là cái tần số thẻ là bao nhiêu kHz. Tiếp theo về cái chức năng code này thì để sử dụng cái chức năng code này thì các bạn sẽ bật máy lên này. Sau đó các bạn sẽ bấm một lần chữ code này Xong đó là các bạn sẽ bấm mã số nhé. Ví dụ như là 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này. Sau đó các bạn bấm một lần, nó sẽ nhớ cốt này. Đó, thì nó nhớ cốt rồi. Thì bây giờ mình muốn ghi cái cốt này 3, 4, 5, 6, 7, 8 này vào một cái thẻ nào. Ví dụ như mình ghi vào cái thẻ này. Thì các bạn sẽ đặt cái thẻ này ở trên này hoặc là đặt ở phía dưới này cũng được đây mình sẽ đặt này phía dưới này sau đó các bạn nhấn nút quay là nút ghi này đó thì quay sắp có nghĩa là đã ghi thành công cái thẻ này bây giờ mình sẽ đọc lại cái thẻ này nhá xem là nó có đúng cái mã số ba bốn năm sáu bảy tám này đã ghi vào trong cái thẻ này chưa bây giờ mình đọc này đó thì các bạn nhìn thấy chưa như vậy là cái mã số mà mình cài đặt đã được ghi vào cái thẻ này rất chi là tiện dụng đúng không? Đây, mình đã tháo ra cho các bạn xem đây nhá. Đây là cái phím bấm này. Còn cái mạch của nó đây. Mạch phía trên thì nó không có gì. Ở phía trên này nó có một cái cuộn dây chính là cái cuộn dây để giao tiếp. Còn phía dưới đây, các cái linh kiện nó sẽ nằm hết ở phía dưới này, con nhìn thấy ở đây nó sẽ có một cái con. Đây là cái con IC này nó bị xóa số này. Thì cái con này chính là cái con để nó phát ra cái tần số để giao tiếp này. Gồm có phát ra cái tần số ở cuộn dây này với cuộn dây ở phía trên này. Còn con này chính là cái con xử lý phím này. Ở phía dưới này các phím phiếc này xử lý này. Còn cái con dài dài này, con nhiều chân này nó cũng chả có số má gì. Thì cái con này chính là cái con để nó lưu trữ giọng đọc. Thì à, giọng đọc của nó là nó sẽ lưu trữ nằm ở trong này các bạn nhé Các bạn nhìn thấy là cái mạch cũng khá ok chứ đúng không Đấy các bạn thấy không Một chiếc thiết bị rất chi là nhỏ gọn thôi Mà thiết bị này thì à, mình mua nó khoảng hơn 100 ngàn một chút thôi Thì với cái thiết bị này các bạn có thể theo chép từ một cái thẻ gốc sang các cái thẻ khác cực kỳ tiện dụng luôn Ok cảm ơn các bạn Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau